Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời sự 17 giờ hôm nay, ngày 3 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính như sau. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 23. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2014. Quảng Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 28 dự án. Phóng sự trạm y tế xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa làm tổ công tác khám và chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 3 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 đã tổ chức hội nghị lần thứ 23 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng quý 3, ba nhiệm vụ cả giải pháp chủ yếu trong quý 4 năm 2014 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng quý 3 trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế ổn định và duy trì được đà tăng trưởng, một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác quản lý và năng lực điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện và chính xác cả về những kết quả đạt được, những tồn tại và yếu kém về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng quý 3. Đồng thời đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận cho ý kiến về việc thành lập các tiểu ban, nhân sự tham gia các tiểu ban chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng trong sáng nay, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014. Tại điểm cầu Trung ương, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng đại diện các bộ ngành liên quan. Tham dự hội nghị trực tuyến về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2014, với sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có những chuyển biến, nhất là các đợt cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán, và trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9. Các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, container được kiềm chế. Qua đó góp phần giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra. Tính từ ngày 16 tháng 12 năm 2013 đến ngày 15 tháng 9 năm 2014, toàn quốc xảy ra trên 18.600 vụ tai nạn, làm chết 6.758 người, làm bị thương 17.835 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm trên 3.100 vụ, giảm 282 người chết, giảm 3.945 người bị thương. Có 48 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giảm số người chết, trong đó có 10 địa phương giảm trên 20% số người chết. Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang giảm trên 50% số người chết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng trên 25%. Tình hình ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao. Tai nạn giao thông trên địa bàn nông thôn gia tăng. Còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe mô tô, tai nạn giao thông đường thủy tăng. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần được khắc phục. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc, hôm qua mùng 2 tháng 10, phường Hải Đình đã tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 và tuyên truyền an toàn sử dụng điện. Được sự quan tâm của Đảng bộ chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương cùng với sự nỗ lực cố gắng của các bậc học, sự nghiệp giáo dục của phường Hải Đình ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong các trường học, phong trào thi đua dạy tốt học tốt được giáo viên học sinh hưởng ứng tích cực. Số lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ngày càng tăng. Tổ chức bộ máy các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, đủ năng lực để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu học tập.
việc phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp để người dân nâng cao nhận thức về học tập và xây dựng xã hội học tập, đồng thời kêu gọi các nguồn lực xã hội xây dựng sự nghiệp giáo dục địa phương ngày càng phát triển. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Hải Đình phối hợp với trường trung cấp kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình truyền đạt kiến thức về kỹ thuật sử dụng điện an toàn tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Do vậy, việc thu hút đầu tư vào tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, 8 tháng đầu năm 2014, Quảng Bình đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 28 dự án, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 39,7 triệu đô la Mỹ và 24 dự án trong nước với mức đầu tư trên 7.000 tỷ đồng. Đặc biệt, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, các sở ngành liên quan đã làm việc với các nhà đầu tư về khảo sát địa điểm để đầu tư xây dựng cảng nước sâu Lệ Thủy, hệ thống cáp treo tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Bên cạnh đó, công tác vận động sử dụng, quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chủ động. Tỉnh đã tích cực vận động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán nước ngoài, cả tổ chức phi chính phủ và cả cá nhân nước ngoài giúp đỡ cả chương trình dự án nhân đạo. Trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận và phê duyệt 13 dự án với số vốn cam kết trên 1 triệu đô la Mỹ. Phần lớn các dự án triển khai thực hiện có hiệu quả, có phần đáng kể vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp, thời gian qua, cả địa phương và cả đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng một cách có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện Lệ Thủy có trên 1.300 hecta diện tích rừng trồng, trong đó rừng sản xuất của hộ gia đình cá nhân là 740 hecta, rừng trồng của cả tổ chức đạt gần 570 hecta. Trong đó chủ yếu các hộ trồng lại trên diện tích đất rừng đã khai thác bị gãy đổ do bão số 10 năm 2013 gây ra. Ngoài ra, công tác trồng cây phân tán cũng được huyện chủ trồng chỉ đạo thực hiện với trên 350.000 cây phân tán các loại. Bên cạnh đó, xác định cây cao su tiếp tục là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Huyện Lệ Thủy cũng đã chỉ đạo bà con trồng mới nhiều diện tích cao su. Từ đầu năm đến nay, đất trồng mới được trên 32 hecta, trên tổng số 92,4 hecta kế hoạch đặt ra trong năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ y bác sĩ của trạm y tế xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Trạm y tế xã Tiến Hóa hiện có 8 cán bộ, trong đó có 1 bác sĩ, 3 y sĩ, 1 nữ hộ sinh, 2 điều dưỡng viên và 1 dược sĩ. Về cơ sở vật chất, trạm đã được đầu tư tu sửa nâng cấp với 11 phòng chức năng, và được trang cấp cả thiết bị y tế cơ bản để phục vụ công tác khám chữa bệnh như máy siêu âm, xét nghiệm, máy tạo oxy. Trong những tháng đầu năm 2014, trạm đã tổ chức khám bệnh cho hơn 2.500 lượt bệnh nhân, trong đó khám tại trạm được 1.500 lượt bệnh nhân, khám tại hộ gia đình được trên 1.000 lượt bệnh nhân. Tôi thấy là bác sĩ, là y tá, nhân viên trong trạm là đều nhiệt tình, tận tình khám chữa cho bệnh nhân. Là nói chung bệnh nhân nào đến đấy thì cùng bác sĩ cũng rất là chú đáo. Không chỉ làm tổ công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, trạm y tế xã Tiến Hóa còn luôn thực hiện tốt cả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Hàng năm có trên 90% trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn được tiêm chủng, trẻ dưới 5 tuổi được uống vitamin A, tư vấn dinh dưỡng. Chỉ vì vậy, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm xuống hàng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Phụ nữ mang thai được thăm khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván sơ sinh, uốn bổ sung viên sắt, phòng thiếu máu, vân vân. Bên cạnh đó, trạm còn làm tổ công tác phòng chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho người dân về tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời thông qua đội ngũ công tác viên y tế các thôn để tuyên truyền cho nhân dân những kiến thức về phòng chống sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với Tiến Hóa của chúng tôi là một xã là dân số đông. Ngoài ra còn trên địa bàn có nhiều đơn vị đóng quân trên địa bàn nên công tác chăm sóc sức khỏe gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất của trạm thì còn thiếu thốn nhiều, chưa đảm bảo công tác phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân. Mặc dù
gặp nhiều khó khăn như vậy, nhưng mà đối với đội ngũ cán bộ y tế của xã cũng như y tế thôn bản của chúng tôi đã hết sức ra sức quyết tâm để hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đó, trạm y tế xã Tiến Hóa vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện trao tặng. Và trạm y tế Tiến Hóa cũng được công nhận là trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2011-2020. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết chiều tối nay ngày 3 tháng 10. Khu vực miền núi mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 24-33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 25-32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ 25-32 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 mét.